con chạy vô chỗ trên mạng cho chỗ bụng con chạy phô rồi này đây à không giữa bụng này trong nghiêm đây này trong nghiêng theo cái giáo chạy theo cái giáo chủ chạy theo cái giáo chạy đạp lắm xe có trường đấy thì xe nhẹ nhàng lắm cọc đấy chứ. Không mẫu đâu. Khô máu rồi. Còn đâu nữa mày. Rồi đâu nữa. Khô luôn rồi. Thấy đây, thấy đây. Nãy giờ khô. Khô rồi. Rồi chết queo rồi. Nói chung á là mình biết một cách chọc tiết là mình ngay cái càng á. Cắt cái càng cái là được. Con chạy. Rồi hết tiết rồi, nói chung là ban đầu mình cắt cái càng hả, cái này rất tiếc quá trời rồi, bây giờ mình vớt cái càng ra. Đang có đồng hồ. Rồi, giờ anh này lên đây. Rồi. Rồi sau đây là phần kết thúc vòng đời của anh Tôn. Rồi, má cái nồi này không vừa ra. Cái nồi nào to hơn nữa không? Không biết con chín chưa, sợ nó chưa chín này. Quá trời luôn, văng quá trời văng. Mệt đấy nó cầm bên đây dưới. Cũng vất vả đấy. Lấy kéo nè, kéo kìa, đó cái kéo nhỏ đó, đâu phải muốn ăn tao là dễ đâu. Cầm hình đi, cầm cái lên lấy cái cây lên kia, anh chàng đưa cây quay để cắm vô nên nói ra. Hơi nóng nha. Văng hết tùm lum tường. Ồ. Rồi thịt đi. Hơi nóng quá.
như cao su quá. Anh nhìn là nó chưa chín tới đâu. Tại cua tôm mình ăn sống được mà. Cứng lắm. Cái vò nó giống như cái mua bảo hiểm, nó bảo hiểm mình. Đấy, mọi người tiết canh tôm hùm. Em quay cầm luôn cái cần nó quay sát sát như này. Đó. Bóp lại. Đó. Đây nè. Ở dưới này là tiết tôm hùm này. Đó, bây giờ nó đông rồi nè, nó đông rồi nha. Đó, nó đông rồi đấy. Nè nè nè. Tiết nè, nó đông rồi đó. Rồi. Thêm lớp nữa. Vài miếng ớt lên. Rải ớt nha mọi người. Ok. Đó. Đó, bên dưới là tiết, bên đây là nhân. Đây, nó đông nè, đông nè, đây nè. Đây nè, nó đông rồi nè. Thấy chưa? Đó, nó giống như nhìn như thịt cao vậy đó. Này nước tôm hút. À, mặn nhưng ngon. Rồi ok. Xong cái phần này rồi, chúng ta cho nó về lại đây. Đó, ăn xong là có cái thùng bỏ rác luôn. Một em. Đó. Đây phần rau. Chiếc quang bên lát nữa ăn mì tôm. Ăn tùm luôn. Em tôm à. Đó. Màu nó chuẩn bị chín á, nó đổi màu rồi đó. Nhà có cái son là to ấy. Để đi. Rồi, ok, 2 giờ. Đấy, nó đông rồi. Ra đây. Anh thích cắt đâu nè, thích cắt lúc này. Nó đông rồi, nó đông rồi, nó đông rồi. Ờ, nó đông luôn rồi nè. Nó đun như thật rồi đó. Nó mặn quá, bây giờ mình bỏ gì thêm ta, em là nước mắm này bỏ vô mắm ngọt kìa, bỏ cái muối chua sa chanh vô ăn gà muối lên quanh lên, nó mặn nhưng mà cái càm ở trong này nó ngọt. Nói chung cái vị nó hay hay lắm. Ngon quá. Mấy lon bia tủ lạnh đâu rồi em? Còn không? Giang hồ đua rồi hả? Cái canh nó đun rồi. Nó đun rồi em mọi người. Đấy, nó đun rồi. Ừ. Em đã xuất hiện. Hiền ơi. Hiền. Muối xanh à? Chạy lên đấy nha. Mày cứ bỏ cái kia tủ. Ngồi đằng qua.
Hello gái, hello bạn, đồng nghiệp của tôi hết buồn chưa? Hello Văn, ăn đau bụng ăn hai người lận. Con này nó bự quá. Ồ, thật là to vãi chưởng. Đấy. Đấy, con này nó hai càng, một cái càng là mình đem đi mình luộc trước để làm tiết canh rồi. Đấy. Đây. Tiết canh nó đông hết trơn rồi nè, đó, nó thành thạch luôn rồi. Này, nó thành thạch rồi. Em làm nước mắm nè. Nước mắm một triệu mà có chai kia đây. Bắt cái chanh vô, trời ơi đúng rồi ông này. Thôi mọi người ơi, em ăn đi. Mất công không? Em bị về chém bả da, chém da anh nên bị gạch đá chọi lên luôn. Lấy chanh bắt vô. Cái này cũng chanh bắt vô. Rồi ok, nhập tiệc vào vị trí nha mọi người. Bây giờ mình ăn. Ngon nè. Có miếng nó vô ngon. Có thịt mà. Ngon nha. Không biết ăn xong có đau bụng không, nhưng mà thấy tiết canh người ta nấu ha này nè, nó có thật hết trơn à. Đứa nào xuống ăn nè. Tạo mấy ớt nè. Kéo bắp ra, cài dọc. Long ơi. Đã quá mọi người ạ. Ăn nha, ăn lần sau rồi đừng đòi nha, đòi mấy món này thấy đau lòng lắm á. Ký con chịu, con này có hai cái mấy nhiêu? Ký con chịu trời, ký chiều rưỡi ký chịu trời, nó chịu tào lao ghê. Này ký chiều rưỡi luôn hả? Trời. Ồ. Con này nhỏ à, có 3 triệu à. Okay. Gom hết một tháng lương để ăn con tôm nha mọi người. Vậy kéo cắt hơn thì cắt không được đâu. Này. Nó con tôm gồm có cái đầu và cái mình. Người ta gọi là con tôm. Đó. Mạnh đâu. Trong nhà nó khủng nha. Dạ
cực kỳ luôn. Ăn miếng nha. Còn đây nè. Chưa làm sao chặt con này ra. Để chạy. Ngon quá. Đó. Mình quay vòng đó mình kết thúc clip nha mọi người. Đó, bây giờ ăn một người đập đó. Đó. Không ngon bằng con trước. Sao nhỉ? Chấm vô quất đi. Tích canh không? Minh. Tích canh không? Ồ. Rau.